đám tang ký giả Nga bị chết ở Ukraine, tin từ mạng thư khoa. Đám tang nhiếp ảnh truyền hình Antonin Klyen đang được cử hành tại trụ sở chính của đài Channel One tại mạc thư khoa. Quan tài của ký giả đã được đặt tại đây để người thương tiếc đi ngang qua đặt hoa. Ký giả Klyen bị bắn trúng bụng trong lúc theo một nhóm nhân quân Ukraine đưa những người mẹ đi gặp những người con trai bị bắt. Chiếc xe bus chở những người mẹ và ký giả đã bị tấn công khi đến gần căn cứ. Mạc thư khoa lên án vụ tấn công và đòi chính phủ Ukraine ngưng cuộc hành quân tái chiếm vùng Donetsk và Luhansk. Giám đốc Konstantin Ernst của Channel One nói rằng Anatolin Klyen làm việc cho Channel One gần 40 năm, từng làm việc tại nhiều nơi nguy hiểm như Chechnya, Iraq, Syria. Ký giả Anatolin Klyen, 68 tuổi, làm việc cho đài Channel One, là người ký giả thứ ba của Nga bị chết tại miền đông Ukraine. Một ký giả Ý cũng đã bị chết trong tháng 5. Hôm nay, Tổng thống Vladimir Putin đã trao tặng anh dũng bội tinh cho ký giả Klyen.